Để đạt kế hoạch thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong các năm 2022, 2023 của từng bộ ngành địa phương thành lập tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn trong từng bộ, cơ quan, địa phương để thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát và kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn. Phân đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao từ đầu năm, gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Có chế tài xử lý nghiêm, kịp thời đối với các hành vi tham nhũng tiêu cực, nhũng nhiễu, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.